Kính thưa quý vị, sau đây để thay đổi không khí, chúng tôi xin mời một vũ sư đến từ Nhật Bản. Anh đã từng trình diễn tại nhà hát Apollo tại New York và hiện đang dự thi trên chương trình America's Got Talent. Và chúng tôi xin mời các quý khách nào đang ngồi về phía sau của nhà hàng có thể lên đứng gần sàn nhảy hơn. Nhưng xin cẩn thận và xin mời các phụ huynh canh các em nhỏ đừng chơi lên quá phía phần sàn nhảy. Ladies and gentlemen, we're gonna switch up the atmosphere a little bit and we have a very special performance for you all. He is so-called Japanese dance-ish performer. However, I think once you see him actually go on stage, we'll drop the ish. He can definitely dance and he's a wonderful performer. He's a two-time grand champion at the renowned Apollo Theater in New York, and he's currently a contestant on the show America's Got Talent. So for all the guests who are currently sitting near the back of the restaurant, we'd like to invite you all to please come towards the dance floor. However, please be careful with all the children. Make sure they stay around the perimeter to avoid any accidents or injuries. So with that being said, we'd like to introduce our very special guest, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho Kenichi Abina. Yeah.
呼吸停止状態だということです。これはロサンゼルスタイムズ紙が報じたものです。病院に到着した時にはすでに脈がなく脈が戻ることはなかったとして、マイケルさんがすでに死亡していると伝えています。
Jackson is forever alive.